em về bên nhà em xanh, xong rồi em chét nữa. Anh về á, mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè, xong anh bỏ anh trai anh đi nhậu tiếp, chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi, em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh 28 tuổi. Đang làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật, em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt, mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy? Bà xã em quá xinh xắn đi, mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em á là bạn học năm lớp 7. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó anh quậy lắm, mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chùa chén. Mà xấu, mà đen, mà ốm, mà nói chung á là quậy nhất trường á, nó quậy lắm. Học chung lớp em, mà lúc đó là em được làm lớp trưởng, theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Đó lớp trưởng xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á, thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích, nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo thôi. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm hả, mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần gần ấy, xô một cái. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sau á, ảnh lấy cây thước bóp vô trong cái mông em, cái bóp. Em quay lại, em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, canh phan lên đầu ảnh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hè 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 hè. Trời ơi, còn cái trò nào mà nó nhát em nữa không? Dạ, bắt sâu lông á. Trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường, cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó đó cứ lấy sâu á bỏ vô trong bóp viết em á. Chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên, em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng em nhảy chứ. Lúc đó bên này chắc khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Cười không? Phải cười. Mà em thích cô này, nó sẽ không làm những cái việc gì đó chẳng hạn như là gá lăng với cổ em lại chọc cổ. Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ à, nên không biết tỏ tình hay là gã lăng sao à. Nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á. Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á là vậy không á? Không có bợ ngoại trừ tôi. Không có đâu, khi gì đó. Hồi xưa tôi làm thơ dữ dằn, tôi thích con bé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không, không, không. Biết sao? Có, làm đâu, không có. Đâu kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Nhưng mà lúc đó vậy? Là lớp mấy? Chắc dạ, chắn. Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa? Lớn dần theo thời gian, em thì không bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ tầm bậy bạ đó. Dạ. Không có gì ra cái gì đó, giống như là lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì à? Trời hôm nay sáng quá rồi. Cho anh hôn cái má. Chắc vậy, nhưng lâu quá em cũng không nhớ nữa. Nhà bạn viết dùng em nhớ gửi bạn á là sao? Trời hôm nay á, trời hôm nay có trăng sáng, Nhật ngồi ngay cửa sổ nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẻo. mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa, mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không? Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt, tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3, xong bên đi nghĩa vụ, đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại, à người ấy năm xưa. Nay sao nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó đầu em mới chạy về nhà, xong em mới nhấc điện thoại bàn lên điện cho nhà bên vợ. Là mới giả là nói với bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em là tắt máy liền. Ghét rồi. Em nói là bạn cũ, có muốn xin số điện thoại. Cái vợ em cho hai số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này chắc bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dắp miếng? Dạ, người anh, trong điện thoại và em. Dạ ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn. Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? À, 7 năm anh. Trời đất ơi,
một mối tình từ hồi nhỏ 7, lớp 7. Lớp 7 tới lớp 12 yeah. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi yeah. Rồi yêu yeah. 7 năm nữa yeah, yêu 7 năm nữa. Là mới cưới năm 2014 này. À là mới cưới được ủa yeah. Anh hỏi nè. Gần 3 năm rồi. Yeah. Rồi lúc mà cưới nhau về coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cưới về này số ca hơi bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được. Mà nói chung là những cái gì anh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết. Nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm. Nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á, mà ảnh điện thoại về nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi. Mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá mình cũng cho gà cho anh ăn. Mà lát anh điện thoại về em ơi em đếm đúng một con gà 50 hộp lúa nha em. Trời ơi trời, 50 hộp lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa em cũng ngồi em đếm. Cái giống nàng tắm quá vậy. Cái em quăng xuống em nấu phùng lên quăng xuống em chạy lên điện thoại em nói anh giỏi anh về anh cho gà anh ăn đi. Em chăm con còn mệt anh cũng bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là anh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không, có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị, nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn. Vậy hả? Lúc mà vợ có bầu á, lúc em gần sanh á là em bị stress. Tại vì chồng á đi nhậu hoài hà, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về á, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi á em cầm em thấy cơm em cầm á mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh. Xong rồi em chết nữa. Anh về á mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy anh đi nhậu tiếp. Chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em với lại em còn em gái nó lo. Còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa. Mà anh không có nghe. Anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quả với bạn chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm. Nhưng mà anh không quan tâm. Em lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè trên mạng. Thì em mới biết là mình bị stress. Giờ em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không. Thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi mẹ đâu có bị đâu. Mẹ em không bị nên mẹ em không có biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng em ẵm con em ra ngoài để vô cái nôi. Em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo, em quăng hết luôn. Xong rồi bao nhiêu chén á, em đập hết luôn. Em vừa đập quăng vô trong tường vậy đó. Em chửi mày đối xử với tao hay gì hết nhật. Mày đối xử với tao gì hết nhật, em quăng gì đó. Cái em lụm ngay cái miếng mễ của bấy chén. Em gạch vô trong tay luôn. Anh về á, anh mở cửa anh bước vô trong phòng. Rồi xong anh ẵm con anh bỏ anh quay ngoảy anh đi. Anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ. Em chạy xe vô trong chùa. Vô trong chùa em nghe kinh á, cho em tịnh tâm lại. Cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì em đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài về đi chơi với bạn bè giờ ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này ảnh mới biết em bị chết, ảnh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về ảnh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ anh sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo. Buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tủi lắm. Em nghe nãy giờ em thấy sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan tâm vợ nhiều hơn. Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á, thực sự là chị muốn khóc. Hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em, tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái bản thân em vượt qua được là em quá là hay, quá bản lĩnh luôn. Bây giờ á Nhật nghe rồi, thực sự em nghe là em cũng xót đúng không? Dạ. Yeah. Cái công việc của Nhật á thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được. Dạ. Mà chỉ có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật á cũng sẽ rất dễ bị
áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất của vấn đề á, thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị chỉ nói như vậy nè, riêng về em, rất chi buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn đúng không? Buồn dạ, khủng em khiếp lắm. Dạ. Là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào. Dạ. Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần. Nhưng còn cái đứa con của em, em là tất cả đối với nó. Dạ. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi. Chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Dạ. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai, đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình. Mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Dạ. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi. Mình dành cái thời gian đó cho con mình, bởi vì dạ, mình đã tự vượt qua được rồi. Dạ. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ á, chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, cho cười đi chị. Đẹp quá mà, đừng để khóc. Dạ. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Dạ. Rồi bây giờ tới Nhật. À, em xin hứa với vợ em là nhìn từ, vợ mình chứ nhìn khán giả chứ. Từ nay về sau sẽ lo lắng quan tâm. Ôm vợ cái đi. Tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à. Là võ sĩ, em 24 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. À. Em làm nghề gì? Em làm nghề sửa xe máy. Rồi, mời em. Dạ, chào anh Quốc Thần và chị Hồng Quân ạ. À. Em tên là Phượng, hiện em là giáo viên mầm non, em cũng đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hai em là đã lấy nhau lâu chưa? Dạ, hai chị em lấy nhau được 1 năm ạ. À. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ, hiện đang có trong một... Mấy tháng rồi cơ? Dạ, được 6 tháng ạ. 6 tháng rồi. Wow. Chúc mừng. Ồ, nhưng mà tôi nhìn vô tôi không biết luôn á. Trời ơi, ta có bầu người ta eo thấy sợ không? Còn à, đây, trời, dòng eo đâu rồi. Không thấy đâu, không thấy. Không có thấy miếng nào nữa. À, thế này à, tụi em đều là sống ở Bà Rịa Vũng Tàu hết đúng không? Dạ. Dạ. À, rồi câu chuyện yêu đương bắt đầu từ khi nào? Vợ em là có em gái. Em gái là quen bạn của em. Ừ. Vừa đó là rủ xuống thành phố Bà Rịa chơi. Ừ. Rồi cái em thấy ngồi trong nhà, em hỏi em gái là ủa người trong nhà là ai? Kêu là chị. Ừ. Chị cái chị có bồ chưa? Kêu chưa. À, bạn nhà có mình à. Cái chuyện bạn em kêu là chở chị đi chơi chung luôn. Lúc đầu là chưa có chịu nói chuyện em đâu. Ngồi chuyện... trên xe người ta mà không nói chuyện với người ta dạ, là sao? Ngồi em ru à? Không biết nữa, đi ghét, nhịn, mà xấu lắm. Hả? Mà đi mà nói chuyện nổ nữa cái thôi em không nói chuyện nữa kệ. Nổ cái gì? Em có thể khai cho biết. Nổ nhiều lắm, kêu lúc ở nhà có một cái nhà mà dám kêu hai ba cái nhà vậy đó. Rồi xe kêu anh nhiều xe lắm, hai ba chiếc vậy đó. Đúng rồi. Em ghét quá. Nghe ghét quá, không thèm nói chuyện nữa. Vừa rồi, anh còn nổ cái gì hơn cái vụ đó nữa không? Chắc không. Nổ đó bởi vì nghe là nổ quá rồi. Nổ anh là làm chợ rồi, đó. Một nhà mà cứ hai ba nhà là... Rồi nhưng mà ghét rồi thì sao mà yêu được? Anh cua dữ quá, cứ tới nhà kêu đi chơi miết vậy đó. Xong con em gái em cứ châm chọc vào kêu thôi quen đi. Cái em nói là quen thì quen, quen theo kiểu như trả thù đàn ông thôi. Cái này tại ghét đàn ông lắm. Tại sao lại ghét đàn ông? Dạ, tại hồi đó em cũng có một mối tình. Hai đứa quen nhau cũng được 4 năm. Em vô tình phát hiện ra là ảnh có người thứ hai ở trên Sài Gòn á. Em biết cái thôi, em từ đó đi là em không thích đàn ông nữa. Không thích đàn ông nữa. Dạ. Vậy thì tại sao lại dính phải cái ông đen mà bị cái nổ nữa? Dữ quá đúng không? Chắc tại nổ quá rồi cứ bám riết như cái đuôi nên là quen luôn. Ủa võ sĩ, em phải dùng cái cách gì đó để mà hạ nó ao bà này. Bạn em thường thường nó hay kêu là sĩ nó xấu trai mà nó bu dai. Bu dai, bu dai. Bu cách nào bọn cưới được cái bà vợ đẹp quá trời quá đó chị. Hả? Em xin được số điện thoại cái là cứ tối em tới đầu hẻm nhà, cứ ngồi em gọi điện nhắn tin. Ừ. À, cứ đồng ý giờ nào là em chở đi giờ đó. Ừ, cái là anh có mặt liền rồi đó. Ông bu bao lâu thì ông dính vậy? Khoảng tầm gần 2 tháng. Bao lâu thì em cưới nhau?
Dạ khoảng gần một năm sau. Một năm sau, trong một năm đó thì chuyện tình của các em như thế nào? Có đẹp như vần thơ không? Dạ không. Chia tay mấy lần? Dạ chia tay nhiều lần. Mỗi lần chia tay như vậy thì ai là người chủ động làm huề? Em là thường là chủ động hết, tại tính em nóng á. Lúc cãi nhau cái là em buông vẩy em đứng em đi à. Nóng là buông vẩy đứng em đi vậy hả? Không, em buông vẩy không phải kiểu đó. Mà em đập cái điện thoại luôn. Trời ơi, đập đó giờ mấy cái rồi? 4 cái rồi. Mà thiệt lòng đi, ngoài đập điện thoại ra có đập em không? Dạ không, chứ hề đến em, đập điện thoại em thôi. Rồi đập điện thoại, rồi con làm gì nữa không? À dạ có, có một lần anh ghen ghê lắm. Bữa đó là hỏi anh có lên trên phòng trọ của em chơi không? Thì anh kêu là không. Xong rồi cái anh không lên thì thôi, trong phòng mọi người đi chơi chung rồi. Cái ổng lên bất tử, ổng thấy cái tự nhiên ghen vậy rồi vô chửi vợ rồi. Nói là quen được thì quen, không quen được thôi chia tay. Chứ quen gì mà hai ba ông vậy, cái em nói hai ba ông đâu ra nhiều vậy. Xong rồi mấy người kia cũng nói vậy đó mà không chịu nghe. Xong rồi cái vô kêu vô phòng hai vợ chồng nói chuyện rồi đập điện thoại em. Xong rồi đòi đập đồ tùm lum gì, đập đầu tự tử tự thứ kiểu luôn, đủ hình thức luôn. À đòi tự tử đó hả? Dạ. Mấy lần? Dạ hai lần, một lần sau cưới. Lần sau cưới nó ghê hơn. Kể cho nghe coi. Dạ, sau khi cưới là chồng em cũng dạng như là nói xạo, em cũng phát hiện ra. Sao em mới hỏi là sao nói xạo em? Thì ông kêu không có. Xong rồi xuống dưới nhà em á, ông mới nói với mẹ là em thế này thế kia, ý là đổ hết tội lỗi lên đầu em vậy đó. Em tức quá em xách đồ em đi luôn. Lên nhà bạn ở 3-4 ngày vậy đó, ông đi tìm không được, xong rồi ông gọi điện thoại. Cái em cũng không nghe máy. Xong rồi ông lên trường chỗ em làm á, thì ông mới kêu là bây giờ sao muốn gì. Cái em bảo là muốn gì là muốn cái gì. Xong rồi kêu mày giờ mày có nói không? Em kêu giờ không nói là làm gì. Xong ủa ai kêu mày? Chồng em. Kêu vợ con mày. Trời ơi. Giờ hỏi mày nói không? Cái nào không? Cái nào giờ mày muốn tao chết đúng không? Ừ chết đi, chết được chết đi. Không quan tâm. Xong anh chạy thẳng xe ra bờ tường ngay trường em, anh tông một cái gì đó. Trời ơi trời ghê vậy. Rồi có bị gì không? Ủa là đập đầu xe chứ. Dạ không, tông thẳng cái xe lớn người luôn. Xe vô tường luôn. Xong rồi tường mà bể tường luôn, nhưng mà ổng không bị gì hết. Xong rồi em chạy ra thấy ổng xỉu vậy, sợ quá cái cũng khóc, kêu anh ơi tỉnh lại, em biết lỗi thôi, em tha lỗi anh. Rồi cái tỉnh liền rồi em xỉu luôn. Coi tức là xỉu là xỉu trước phải không? Ủa mà xỉu lúc đó là em có xỉu thiệt không mà làm giả xỉu? Không, em xỉu thiệt. Lúc đó em chỉ nghe thoáng thoáng là vợ em xin lỗi em, ông không có vậy nữa đâu, em không bỏ nhà đi nữa đâu. Rồi cái tự nhiên em có cảm giác giống như vật gì đè lên người em. Rồi hai vợ chồng cùng xỉu. Dạ em xỉu xong rồi được mấy chị đồng nghiệp trong trường đưa đi cấp cứu. Để đi có cấp cứu không? Dạ không. Không. Dạ không. Không được. Tự xỉu tự tỉnh hả? Dạ tự tỉnh. Ủa sĩ lúc đó em có xỉn không vậy? Dạ không. để hỏi cái suy nghĩ gì, lúc em suy nghĩ sao mà em lại quyết định làm cái điều đó? Lúc đó thì em suy nghĩ là thôi chắc duyên tới đây hết rồi, thôi thà chết cho xong. Trời ơi dịu. Nhưng mà ý chị hỏi là cái đó là em muốn hù hay là em thực sự muốn chết cho rồi? Lúc đó em muốn chết cho xong. Nó muốn chết xong. Trời rồi chị hỏi vợ nè. Ví dụ như bữa đó mà nó không phải là nó xỉu vậy mà nó chết luôn rồi em tính sao? Cái lúc đó em hối hận cả đời luôn. Hối hận cả đời đúng không? Dạ. Thôi nha, đừng bao giờ có lần thứ ba nha. Thật sự tội nghiệp thiệt, em cũng xỉu, cô anh này cũng xỉu. Ê nó nghe nè, rồi bữa giờ còn đập đầu nữa không? Dạ còn. Trời má ơi, đập đầu cái đốc. Mà sao em thoáng khoái đập đầu vậy? Không, lần này đầu nè, hỏi nè, có cái gì có thẹo đây không? Dạ không. Trời ơi, chắc dùng thiết đầu công hay sao rồi. Chắc chơi chiêu dụ vợ. Mỗi lần em giận lên là cứ vậy á. Thôi đừng có vậy. Em đập đầu rồi đó, rủi bữa nào em đập trúng cái dây thần kinh. Chết nó không chết mà sống nó không sống rồi sao? Còn con em sao? Từ lúc đó em suy nghĩ lại là em không có đập thiệt nữa. Em đập giả bộ. Trời má ơi đập. Thấy không? Thôi mà thôi bỏ đi. Nghe. Bây giờ mọi người có đồng ý là bây giờ bắt anh chồng phải hứa là bỏ không nào? Đó. Giờ đứng lên hứa vợ đi. Từ giờ trở đi á là anh hứa với vợ anh không có đập đầu nữa. Cũng không có đập đồ nữa. Khoát tay đi, khoát tay nhau đi. Mọi người làm chứng nha. Mọi người làm chứng á. Theo đó, có bằng chứng đó, anh hứa với em anh không có đập đầu, không có đập đồ nữa. Rồi, bây giờ kể cho anh với chị Vân nghe. Sau khi cưới nhau về, ông này ngoài cái chuyện mà ông giận lên đập đầu cũng còn cái tật xấu gì nữa? Dạ còn nhiều lắm. Nhiều kể gì? Gáy chán, bắt đầu nghiến răng.
Có bữa nghiến răng em tức quá em ngủ không được, em đem tán cho mấy cái. Chưa dậy không thèm dậy miếng nữa, nghiến tới sáng luôn. Đến khi mà em đi làm rồi em vẫn còn nằm nghiến mà. Nhiều khi hỏi anh ngủ sao anh nghiến răng mà anh không nghe hả? Anh ngủ biết gì đâu, anh ngủ thấy im ru à, không nghe tiếng động. Nghiến răng là bệnh lý. Bệnh lý chứ không phải tật xấu rồi. Dạ. Bỏ qua. Rồi, thật xấu gì nữa? Dạ, hai vợ chồng cãi nhau thì ảnh cứ xưng mày tao miết à. Cái đó không phải thật xấu, mà là cái tật quá xấu luôn. Thực ra một người phụ nữ đẹp như thế này nè, xinh như thế này mà kêu bằng mày được thấy thiệt. Mọi người có đồng ý không? Nhiều khi vợ chồng cãi nhau á, tính em ít nói, em có nói. Em càng im nói càng dữ anh. Bây giờ anh vậy đúng không? Anh vậy vậy vậy. Em tức quá em chịu hết nổi rồi. Em quay luôn. Bây giờ mày muốn gì? Em nói đúng một tiếng là im phăng phát luôn. Là không nói lại em cũng im luôn, em bỏ em đi chỗ khác em ngồi. Rồi hồi cái em về rồi đầu em mới suy nghĩ em xin lỗi. Thiệt ra đó, cổ không phải sợ em đánh đâu, mà cổ im là bởi vì cổ bị tổn thương đó. Dạ đúng. Tổn thương cái từ mày đó. Em cũng biết về em xin lỗi rồi. Thôi giờ xin lỗi nó đi rồi hứa nó đi. Tại vì tôi là tôi cực kỳ ghét đàn ông kêu phụ nữ bằng mày, đúng không? Rồi hứa nghe nó đi. Bây giờ anh hứa với vợ, anh chị đó. Hứa với mọi người rồi. Là từ giờ cho sau là có nóng cỡ nào cũng không kêu em bằng mày, kêu bằng cưng thôi. Nhớ nha, nhớ nha. Nhiều khi em thử đi, cái cơn mà đang lên vậy đó, thay vì á, bây giờ mày muốn cái gì cái tự nhiên em gào lên, bây giờ cưng muốn cái gì cái tự nhiên cục diện thay đổi. Trời, em mắc cười. Trời. Dạ. Em mắc cười liền đúng không? Cười dạ. Cái vợ là cười thôi, cái chồng cười quề luôn. Rồi xin cảm ơn em. Với ba mẹ con, với mẹ con đâu biết con nghe ngóng đâu. Tự nhiên cái đồn em xéo ông đem rượu lên. Nhưng cô biết em rượu lên á,
bỡ ngỡ nhá, tại con đâu có biết đâu. Thì con nghĩ là thôi sợ hai đứa con cùng nhau á, bồng bột á, tình yêu bồng bột thì con mới thương khách như là con đưa thời gian quen nhau cũng 2-3 tháng, thì 3-4 tháng thì đó con thương hai đứa có tính chán hay không. Rồi cứ cho cứ á, ông này ông gì cũng buồn, sao con nói là do cô chú rồi viên rượu rồi lên mà nó cùng xéo tết hàng người ta quê ấy, nhiều điều ông này là bỏ con đi, nó cô chú như là bỏ con đi với trên đời này thiếu gì gái mà người ta từ chối thẳng mặt để rồi còn quen gì nữa. Con về nhà cũng nghe lời cô chú á, chia tay con chú. Chia tay lâu không? Tháng á. Xong sao lấy? Sao lý do gì cưới? Không nhớ con, là cũng hai đứa khác là chia tay nhưng mà nhắn tin qua lại khác vậy à. Tại sao cái ông có nhắn tin ông mua con, ông nói là bé ơi, bây giờ mình có bầu trước đi. Nhưng mà cái này là trước đó là hai đứa đã có đêm đầu tiên. Chưa. Chưa đúng không? Chú với chú đeo khô đấy, con đeo khô nhất cuộc đời này. Đeo khổ lắm không? Là cái lần ông dẫn con đi gặp hai chị của ông đi chơi á, xong cái giờ tối quá 1 giờ sáng trò con đến cửa, ông dẫn con đi khách sạn mà con nói chuyện ông vô mua tới sáng luôn, ông chơi con gì ạ. Xong đến lúc mà con với ông quen nhau qua lại, xong rồi ông mà về ông ngồi trên trò con ngồi chung với chị con mà, xong rồi ông ngồi với chị ông rồi cứ lên qua lại rồi đi ăn, rồi có anh chị đi theo để đâu có làm ăn gì được đâu. Xong rồi là vô khách sạn cũng không làm ăn gì, không ngủ tới sáng luôn. Rồi xong tức đúng không, còn tức đúng không? Vì sao quen mới thế mà mình làm này nhiều cho con cũng nghĩ là ông ngồi này nhiều khi chắc là ông quen mình lại đỡ thấy thớ bạc kia không quên không rồi sao thế chứ đúng không dạ cùng thương giờ quên thấy cũng quen được mấy tháng á xong chừng như nữa không bây giờ mình kể tới cái vụ mà ông rủ mình á có bầu đi em đó thì có không thì em vậy xong cái chừng cũng quen nhau được mấy tháng rồi con luôn biết là làm cho chứ mấy người chuyện riêng con á xong rồi đủ đi vậy ông tối đó con xuống nhà ông cho con kêu mấy con cũng nhậu nhẹt rồi xem cái điện táo đó gì đến một lần có bầu luôn chú. Trời, lần một có bầu luôn. Ồ. Như vậy là gia đình phải chịu thôi. Dạ. Tại vì bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Rồi giờ sau khi mà cưới xong về chung á thì là ông này có tật xấu gì? Con thấy ông có tật xấu gì, ông chi ngu đấy ạ. Con ôm ông thì ông khóc ra. Nhưng mà đương nhiên là con thấy tay ông bò với quần ông ạ. Bỏ quần đó. Dạ, cứ ôm con xíu là cái nổ cứ quay ra cái tay bỏ vô quần mà con bò vô là cứ bắt tay con ra không chịu. Nhưng mà cứ tay cứ bò vô quần nhiều cũng nghi ngờ giới tính thằng đó chút. Bà đã chiếm đoạt người ta rồi và còn nghi ngờ giới tính của ổng là sao? À, thôi bà cái vụ đó là ngủ vô thức mà không biết đâu. Đâu xếp vào tật xấu được. Đâu đây là tật xấu. Vào cái tật gì nữa? Có ghen không nè. Tật vui thôi. Có bừa bộn không nè. Là cuộc đời của con, cuộc đời của con là con không kêu ai bằng anh luôn, hoặc là chú hoặc là bạn. Chú quốc thần đó chị. Thì mới nó vô nó gọi em bằng chú liền đó. Rồi thôi thì có mà rất dùng ở tuổi mình xem đó thôi đó. Đó anh nghe đó, như vậy là ghen đó, như vậy là ghen đó, đúng không? Rồi rồi con mong muốn anh thay đổi điều gì? Y vậy luôn. Có con chưa? Ai đâu có rồi đó chị, bác sĩ báo cưới đó. Là biết rồi, giờ cái đứa đó là nhiêu tuổi rồi? 7 tháng là mới đây thôi đúng không? Ồ. Gan dày. Và không thay đổi gì luôn. Không muốn chồng mình thay đổi gì luôn. Ừ. Rồi 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 bây giờ một lần một là có bầu luôn. Rồi từ lúc có bầu đến lúc đẻ tới giờ mẹ con 7 tháng là được mấy lần rồi? Nhiều lắm đúng không? Nhưng mà có nhiều lần rồi đúng không? Chứ không phải là một lần rồi thôi đúng không? Chứ đẻ một lần rồi thôi tội bé. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Vậy là như là nó nghi ngờ là đúng luôn rồi đó. Rồi giờ tới con đó Hảo. Dạ anh ấy có thật xấu gì không? Dạ từ giờ con thì chỉ có nghĩa là từ ái cái không? Mình chậm. Chứ là con hay dở, con hay ở nhà con hay dở đó. Con hay dở cái vụ đó, con dở là không biết dở hay là thật là chậm. Mà cọc. Mỗi lần cọc như vậy thì có coi như là nặng tay với con. Dạ không, cọc xong là đứng dậy lường lường xem tránh cái thằng tốt của đàn ông. Lường sao đâu, lường sao đâu. Ồ, mặc dù qua, mặc lường sợ thiệt. Đi tránh cái thằng tốt của đàn ông một chơi con cũng không ra luôn. Vậy hả? Cứ nằm ở đó, còn lúc mà vợ con ở trên, ở nhà nghỉ, 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 ở nhà
là cũng hay, cũng hay cầu, cũng hay cái lỗi á, cứ nhắc phim tình á, là cứ nhắc phim tình thì con chặt là xong, là kênh là chặn con luôn, chặn con xong con đâu dám chặn lại đâu, con chặn lại là vợ có chuyện, giờ có chuyện rồi, con đâu dám chặn lại nữa không nhỉ, cái đầu xong vợ con chặn con, cứ nhắc phim thứ con rồi đó. Ừ. Con trả lời không được, con cũng không mình rồi. Con tét, con tức, con tét, con bác. Con trước giờ luôn. Có nghĩa là không biết giỡn mà cọc. Dạ đúng rồi. Cọc với chồng là bọn con chỉ nói như đó, mình mới nghe cọc. Từ lái cao, còn cứ có tật xấu. Không có tật xấu gì luôn. Vậy là con không muốn giỡn thay đổi gì không? Dạ, không. Không, để nguyên vậy luôn. Dạ. Trời ơi hai. Vậy mà ta giỡn luôn. Trời ơi. Kiểu như nhiều khi con thời gian đi làm, tại thời gian rảnh á, cũng đi giải trí á. Mà con đi là giỡn cũng ngồi theo rồi. Con người đó là vậy. Ừ. Rồi cũng có ghen vậy đó, ta cũng cứ hay đi theo mà tao có ghen đâu. Hay đi theo là bám theo mà tao có thời gian ra mà đỡ những tin tai lắm. Thế là đu theo á hả? Chỉ có đi làm là cô đi làm là con mặc thì khỏi gọi điêu luôn. Cứ gọi liên tục ngày gọi lúc nào như là. Hương cà khịa. Ừ. Tên gì, tên gì? Hương cà khịa. Hương cà khịa. Ừ. Gì tên gì? Nguyên. Duyên. Nguyên. Nguyên đúng rồi. Nguyên. Nguyên si á. Ừ. Đó. Vậy sao có ai mà khách hàng mà ai mua tên Nguyên là con chữ âm ấy. Ừ. Con kêu đấy. Bán đi, bán đi. Cứ ai cũng lại tìm người ta tên Nguyên là con chữ. Nguyên ơi, Nguyên có đó, Nguyên. Chị Nguyên ơi, con chữ to lên chút. Là trong TikTok luôn á. Dạ. Lúc live stream là nói luôn. Dạ, cứ ai tên Nguyên là con chương trình gì ấm. Mẹ đó là fan của chương trình này đó. À. Rồi vậy là thôi hai đứa bây giờ giảm xuống quá rồi à. Đều chấp nhận tất cả mọi thứ của nhau rồi. Em thấy giống như giờ chỉ có chút tụi con hạnh phúc đó. Thôi rồi bây giờ nó nghe nè, mua gì gọi là mua mau bán đắt đó, mua mau bán đắt nha. Rồi hôm nay đến với chương trình này không biết là các bạn có cái điều gì bất ngờ để dành cho người bạn đời của mình hay không, hoặc là có những cái lời nói nào muốn dành tặng cho người bạn đời của mình. Vậy là chồng con ấy là chút yêu con tạo bất ngờ cho chồng á. Bạn cần câu hay là móc câu? Cái cần câu luôn. Ồ có không có. Đâu lấy đi. Đâu lấy lên đi. Nhưng mà bây giờ mình đẹp số đe cho rẻ. Lên đây. Con lấy. Rồi giả bộ lấy từ sau lấy ra. Giả bộ lấy từ sau lấy ra. 1 2 3. Là cái này là giống như là tấm phiếu mua hàng vậy đó. Anh về anh cũng mua con mà dưới điều kiện là anh mua dưới 5 triệu mà mua nên cho 5 triệu là anh cứ việc cái trái đi em lấy. Đâu mua quay mặt coi. Ba triệu mấy rồi cũng ngon rồi. Câu câu thôi mà. Này xịn đó nghe. Rồi như rồi đâu mà thấy có lá thơ gì nữa vậy? Cảm ơn bé. Dạ, cái đây là cái hộp đồng con nhau hồi trước là con mới cưới không? Con. Câu rồi nó dán keo luôn. Được cái gì vậy? Nên mai con lớn nè. Nghe không? Ừ. Rồi để cho con của con lớn lên đọc nghe. Có ký luôn nè. Dạ, có ký luôn nè. Mẹ. Rồi. À. Rồi đó công chứng thôi. Thôi đây nè, tôi đưa cái tay coi đóng. Rồi xong rồi đó, tôi đóng rồi đó, công chứng. Đó, bà con coi nghe, đó. Rồi, ok. Rồi chúc cho các con nha. Sẽ hôm nay đã là hạnh phúc rồi. Nhưng chúc cho các con mai sau ha, ngày nào cũng hạnh phúc hết nha. Và ngày lành tháng tốt, giờ tốt sẽ có thêm
một bé gái mình xuất hiện đó, để cho có nam có nữ gì 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 một... Thôi nói chung là cứ từ từ, tuổi còn nhỏ mà, đúng một rồi. Hai đứa mới có 25 thôi, chồng 25 tuổi thôi mà, đúng không? Bây giờ lo mừng em đi. Ừ. Nha. Rồi. Rồi thôi, cảm ơn. Tốt giờ tốt là ba đứa nữa nó xuất hiện. Rồi. Nha. Cảm ơn hai đứa tụi con nha. Rồi. Rồi, rồi. Các con. Ok. Yeah. Thật là tuyệt vời.